Nằm trong chuỗi video tác nghiệp của nhân viên kỹ thuật, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn video clip cách kiểm tra máy nén điều hòa. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra máy nén điều hòa xem có hoạt động tốt hay không. Thì chúng ta kiểm tra bằng cách là đo điện trở giữa các cuộn dây với nhau. Chúng ta để đồng hồ ở vị trí đo điện trở. Một máy nén điều hòa nó sẽ có 3 cuộn dây là cuộn khởi động, cuộn chạy và cuộn dây chung. Chúng ta sẽ đo điện trở giữa cuộn dây khởi động và cuộn dây chạy. Chúng ta nhìn đồng hồ điện trở là 3.6 ohm. Tiếp theo đo điện trở giữa cuộn chạy và cuộn dây chung. Điện trở là 1.3 ohm. Và cuộn còn lại là giữa chân khởi động và chân chung là 2.5 ohm. Như vậy máy nén này vẫn đang hoạt động bình thường. Trường hợp cuộn dây còn tốt là đo điện trở giữa cuộn dây giữa chân chạy và chân khởi động là điện trở lớn nhất, sau đó đến điện trở giữa chân khởi động và chân chung là điện trở thứ hai, và điện trở nhỏ nhất sẽ là giữa chân chạy và chân chung. Trường hợp nếu chúng ta đo bất kỳ một cặp chân nào mà không có điện trở, không thông mạch, như vậy là cuộn dây đã bị đứt. Vậy trường hợp máy nén là bị hỏng cuộn dây. Trường hợp chúng ta đo lần lượt điện trở giữa các chân khởi động, chạy và chân chung, nếu không theo quy tắc vừa nói trên thì cuộn dây đã bị chập, như vậy máy nén bị hỏng. Trường hợp tiếp theo, khi ta đo cuộn dây của máy nén vẫn còn hoạt động tốt mà máy nén vẫn không chạy được, thì chúng ta kẹp dòng máy nén. Nếu khi mà có nguồn cấp vào, máy nén dòng tăng cao khoảng 40A, như vậy là máy nén bị kẹt cơ. Trường hợp này máy nén hỏng, chúng ta phải thay máy nén khác. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip cách kiểm tra máy nén điều hòa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.